Trên thế giới, thủ đô Bắc Kinh tăng tốc nhập khẩu thuốc điều trị COVID-19. IMF nói kinh tế Campuchia có thể tăng trưởng 5% trong năm 2022. Uzbekistan xuất khẩu đồng sang châu Âu không đi qua Nga. Người dùng ủng hộ tỷ phú Musk ngưng điều hành Twitter. Tại Việt Nam, 11 tháng nhập khẩu rau quả tăng gần 39%. 39 quỹ đầu tư mạo hiểm cam kết đầu tư 1,5 tỷ đô la Mỹ. Dự báo giá xăng trong kỳ điều hành ngày mai. Giá rau xanh tăng gấp đôi, hải sản nhập khẩu rớt giá mạnh. Thưa quý vị, mở đầu là các thông tin đáng chú ý trên thế giới. Trong một cuộc họp báo vào ngày 19 tháng 12, thì các quan chức thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc cho biết họ đã yêu cầu những công ty dược phẩm của thành phố tăng tốc nhập khẩu thuốc điều trị COVID-19. Lý do là thời gian qua lượng người mua mặt hàng này đã tăng vọt, cung không đủ cầu. Nhiều nhà thuốc xảy ra tình trạng thiếu hàng. Từ đầu tháng 12 tới nay, thì Trung Quốc đã mở cửa trên cả nước, ngay lập tức lượng bệnh nhân mắc COVID-19 mỗi ngày tăng lên. Thủ đô Bắc Kinh cũng không ngoại lệ khi có hàng ngàn ca nhiễm mới mỗi 24 giờ. Vì vậy mà người dân đã xếp hàng ở các hiệu thuốc để tìm mua dược phẩm hạ sốt và chống cảm cúm. Các nguồn cung trong nước đã không đáp ứng đủ nên chính quyền phải tính tới phương án tăng cường nhập khẩu. Vào ngày 18 tháng 12 vừa qua, Bộ Y tế Trung Quốc báo cáo lần đầu tiên phát hiện 2 ca tử vong vì COVID-19 trong nhiều tháng. Điều này làm dấy lên lo ngại sẽ có những ca tiếp theo. Sau khi thông tin được công bố, số người tìm đến các hiệu thuốc để mua thuốc tích trữ đã tăng vọt lên nhiều. Thưa quý vị, Tân Hoa Xã đưa tin cơ quan quản lý truyền thông Trung Quốc vừa ra văn bản hướng dẫn quản lý dữ liệu cho doanh nghiệp với mục tiêu đảm bảo các doanh nghiệp cạnh tranh tốt hơn và đảm bảo an ninh quốc gia. Văn bản đánh giá dữ liệu của các công ty Trung Quốc là khổng lồ, trong đó có không ít dữ liệu nhạy cảm. Để có thể cạnh tranh một cách công bằng và minh bạch, các dữ liệu này cần được bảo vệ tốt, không nên để lọt ra ngoài. Do vậy, mỗi doanh nghiệp cần có một cơ chế quản lý phù hợp bằng những cách thức phù hợp và phần mềm phù hợp. Bên cạnh đó, trong các lĩnh vực nhạy cảm như công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo, sản xuất chip hay vi mạch, việc quản lý dữ liệu càng trở nên quan trọng. Lý do là những dữ liệu này không chỉ là tài sản của công ty mà còn là tài sản quốc gia. Nếu lọt ra bên ngoài vào tay các đối thủ cạnh tranh sẽ ảnh hưởng tới an ninh quốc gia và thế mạnh của Trung Quốc trên trường quốc tế. Theo Bộ Thông tin Truyền thông Trung Quốc, thời gian qua đã xuất hiện một số công ty bị mất dữ liệu quan trọng đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau như bất cẩn trong quản lý, chưa sử dụng chế độ bảo mật cao hoặc bị xâm nhập bất hợp pháp. Do đó, các trường hợp này cần được xem xét lại và đảm bảo tất cả dữ liệu luôn trong trạng thái an toàn nhất. Thưa quý vị, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF mới đây cho biết kinh tế Campuchia được dự báo sẽ tăng trưởng 5% trong năm 2022 và 5,4% vào năm 2023. Tăng trưởng bị hạn chế bởi nhu cầu nhập khẩu yếu tại các thị trường châu Âu, Hoa Kỳ và Trung Quốc. Dẫu vậy thì tăng trưởng của Campuchia được củng cố bởi chính sách hỗ trợ ngành du lịch, giúp khách quốc tế quay trở lại xứ chùa tháp lên cao. Điều này giúp giảm bớt phần nào tác động tiêu cực của việc tăng giá các mặt hàng nhập khẩu dẫn tới lạm phát phi mã. IMF cho biết thêm rằng lạm phát tăng do chi phí nhập khẩu nhiên liệu và phân bón tăng, trong khi nhu cầu đối với các sản phẩm từ Campuchia, trung tâm sản xuất hàng dệt may và giày dép cho các thương hiệu lớn trên toàn cầu, đã chậm lại trong nửa cuối năm 2022, cũng như thị trường bất động sản nội địa đóng băng. IMF dự báo lạm phát sẽ đạt đỉnh trong năm nay và giảm vào năm 2023, đồng thời bổ sung thêm những yếu tố rủi ro đối với tăng trưởng của Campuchia, ví dụ thâm hụt ngân sách, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường và nợ cao. Nợ ở đây bao gồm cả nợ tư nhân, nợ của doanh nghiệp tư nhân và nợ của doanh nghiệp nhà nước. Các khoản nợ này cùng với lãi suất cao đang gây ra áp lực tâm lý không nhỏ với cả bên vay và bên cho vay. Xin chuyển sang một thông tin đáng chú ý tiếp. Uzbekistan lần đầu tiên đã gửi một đoàn tàu chở đồng đến châu Âu thông qua tuyến đường mới, không đi qua Nga. Công ty đường sắt Uzbekistan thuộc sở hữu nhà nước cho biết như vậy vào hôm thứ Hai, 19 tháng 12, như một phần trong kế hoạch của quốc gia Trung Á nhằm duy trì quan hệ thương mại với Liên minh châu Âu và tránh trường hợp bị đứt quãng. Đoàn tàu sẽ vận chuyển 46 toa xe lửa và 91 container tinh quặng đồng từ tổ hợp khai thác và luyện kim Al-Malik, sẽ vượt qua 4.000 km để tới Bulgaria. Tuyến đường được gọi là hành lang chính giữa đi qua Turkmenistan, Azerbaijan, Georgia, sau đó băng qua biển Caspi và biển Đen bằng phà. Châu Âu thời gian gần đây đã thúc đẩy mạnh khai thác hành lang này như một giải pháp thay thế cho tuyến đường phía Bắc truyền thống đi qua Nga. Tháng trước, thì Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu EBRD đã cho biết họ đã sẵn sàng đầu tư hàng tỷ euro vào việc phát triển các tuyến hàng hóa giữa châu Âu và Trung Á, nhưng không đi qua Nga.
Thưa quý vị, Pakistan vừa dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu đường. Bộ Tài chính nước này mới thông báo như vậy trong một động thái mà các nguồn tin cho biết là nhằm tăng cường dự trữ ngoại hối. Quyết định được đưa ra bởi Ủy ban Điều phối Kinh tế do Bộ trưởng Tài chính Ishak Dah đứng đầu. Ủy ban đã phê duyệt một bản tóm tắt về vấn đề an ninh lương thực. Kết luận vấn đề thiếu đường trong nước đã được giảm nhẹ rất nhiều, nên sẽ mở lại xuất khẩu trong năm tài chính 2022-2023 với kim ngạch là 100.000 tấn. Tuy nhiên, Ủy ban sẽ thường xuyên xem xét tình hình thực tế để điều chỉnh. Bộ Tài chính cũng đã thông tin giá đường trong nước sẽ không tăng cho đến ít nhất là ngày 31 tháng 1 năm 2023. Các nguồn tin chính phủ cho biết động thái này là nỗ lực nhằm tăng cường dự trữ ngoại hối của đất nước vốn đã giảm xuống mức rất thấp là 6,7 tỷ đô la Mỹ, không đủ để trang trải hàng nhập khẩu trong một tháng với các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu hay lương thực. Việc nối lại xuất khẩu đường giúp Pakistan có thêm một nguồn thu ngoại tệ đáng kể để giảm bớt phần nào áp lực do khủng hoảng kinh tế gây ra. Hiện Pakistan đang trong cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất suốt mấy chục năm qua. Người dân thiếu thốn xăng dầu và lương thực. Chính phủ không còn đủ tiền để nhập khẩu khiến giá cả tăng cao, lạm phát đè nặng lên đời sống những người có thu nhập trung bình và thấp. Pakistan đang kêu gọi sự giúp đỡ của những quốc gia thân thiện và các tổ chức quốc tế. Thưa quý vị, đối mặt với tình trạng cắt điện nghiêm trọng và thường xuyên thì nha sĩ người Syria Ibrahim Al-Kazam đã chuyển sang sử dụng năng lượng mặt trời để duy trì hoạt động của phòng khám ở Damascus. Điều này phản ánh cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng ở đất nước sau 11 năm nội chiến. Hiện nay mạng lưới điện quốc gia Syria đã đổ nát nhiều nơi và giá dầu diesel tăng cao khiến việc mua máy phát điện tư nhân trở nên không còn khả thi. Người nha sĩ 41 tuổi này đã chi 7.000 đô la Mỹ để lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời. Ông nói chuyển sang năng lượng tái tạo có lẽ là sự lựa chọn khả thi nhất hiện nay. Ông Assam tự nhận mình là người may mắn, lý do là các công dân khác dựa vào lưới điện và máy phát điện cá nhân đã bị ảnh hưởng lớn do tình trạng thiếu nhiên liệu, buộc nhà nước phải phân bổ lượng dầu diesel trên đầu người. Nhiều công ty, tổ chức và cơ quan công quyền đã phải thường xuyên điều chỉnh hoặc cắt bớt lịch làm việc do không có điện. Cơ sở hạ tầng của Syria bị tàn phá nặng bởi chiến tranh bắt nguồn từ cuộc nổi dậy chống lại Tổng thống Bashar al-Assad vào năm 2011. Kể từ đó thì hơn 350.000 người đã thiệt mạng. Cuộc khủng hoảng năng lượng càng trở nên phức tạp bởi sự sụp đổ kinh tế do chiến tranh, các lệnh trừng phạt của phương Tây, khủng hoảng tiền tệ và chính phủ mất các vùng lãnh thổ sản xuất dầu ở phía Đông Bắc vào tay nhóm phiến quân. Một báo cáo của chính phủ công bố vào năm ngoái cho biết cuộc chiến đã gây thiệt hại trực tiếp và gián tiếp lên tới 2 tỷ đô la Mỹ đối với mạng lưới điện từng bao phủ 99% diện tích Syria. Nhà nước đã tìm cách khuyến khích người dân đầu tư nhiều hơn vào năng lượng tái tạo, ví dụ miễn thuế khi nhập khẩu các trang thiết bị này. Đến thăm một dự án sản xuất năng lượng mặt trời vào tháng 9, thì Tổng thống Assad cho biết nhà nước vẫn tập trung vào các hình thức sản xuất điện truyền thống, nhưng ủng hộ đầu tư của khu vực tư nhân vào sản xuất năng lượng mặt trời và năng lượng gió. Nhà nước có thể đóng vai trò đối tác bằng cách mua điện và phân bổ lại cho người tiêu dùng. Thưa quý vị, liên quan đến mạng xã hội Twitter và vị CEO điều hành thì mới đây người dùng Twitter đã bỏ phiếu ủng hộ tỷ phú Elon Musk không đảm nhận vị trí CEO của mạng xã hội này nữa. Đây là cuộc thăm dò do chính tỷ phú Musk tiến hành vài tuần sau khi ông đảm nhận vị trí CEO của Twitter. Kết quả tổng cộng 57,5% trong số hơn 17 triệu tài khoản đã bỏ phiếu ủng hộ ông từ chức. Ông Musk cũng là ông chủ của hãng sản xuất ô tô Tesla và công ty khám phá không gian SpaceX, đến nay vẫn chưa bình luận về sự kiện. Tỷ phú Musk tiếp quản Twitter vào ngày 27 tháng 10, nhiều lần gây tranh cãi như sa thải một nửa nhân viên, đưa các nhân vật cực hữu trở lại vị trí lãnh đạo nền tảng này, cấm các nhà báo và cố tình tính phí các dịch vụ trước đầy miễn phí. Giá cổ phiếu của Tesla đã giảm 1/3 kể từ khi tỷ phú Musk tiếp quản Twitter. Điều này khiến nhiều nhân vật kêu gọi tỷ phú Musk từ chức CEO ở Twitter chuyển giao cho người khác và toàn tâm hơn vào công ty xe điện Tesla. Xin được chuyển sang các thông tin kinh tế trong nước. Thưa quý vị, theo thống kê của Tổng cục Thống kê thì lượng rau quả nhập khẩu vào nước ta tiếp tục tăng ở những tháng cuối năm. Theo đó, kết thúc 11 tháng năm nay, kim ngạch nhập khẩu rau quả ước đạt 1,87 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 39% so với cùng kỳ năm ngoái và sẽ tiếp tục tăng để phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp Tết. Trong số các mặt hàng rau quả nhập khẩu thì táo có kim ngạch nhập khẩu lớn nhất với tổng giá trị trong 10 tháng đầu năm đạt 214 triệu đô la Mỹ, tăng 46% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguồn nhập khẩu táo chính là các nước New Zealand, Trung Quốc, Mỹ. Xếp thứ hai là nho với tổng giá trị là 160 triệu đô la Mỹ trong 10 tháng đầu năm.
tăng 77,5% so với cùng kỳ của năm 2021. Trái nho được nhập khẩu chính từ các nước Úc, Mỹ, Trung Quốc. Bên cạnh đó thì nước ta còn nhập khẩu nhiều tỏi, đậu xanh, hành tây, nấm kim châm cùng các loại rau củ chế biến. Theo báo cáo của Hiệp hội Thép Việt Nam VSA, thì thị trường sản xuất và tiêu thụ thép 11 tháng năm 2022 tiếp tục ảm đạm. Cụ thể, tiêu thụ thép các loại đạt hơn 1,9 triệu tấn, giảm 16% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 11 tháng năm 2022, sản xuất thép thành phẩm đạt 27,1 triệu tấn, giảm 11,3%. Về tình hình xuất khẩu, số liệu cập nhật trong 10 tháng đã xuất khẩu khoảng 6,9 triệu tấn thép, giảm gần 37% so với cùng kỳ năm trước. Ở chiều ngược lại thì nhập khẩu thép thành phẩm các loại đạt khoảng 9,7 triệu tấn với giá trị hơn 10,2 tỷ đô la Mỹ, giảm 8,3% về lượng nhưng tăng 6,8% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Trước tình hình đó thì chính phủ đã đặt mục tiêu năm 2023 đẩy mạnh đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng, đảm bảo tăng trưởng kinh tế để hỗ trợ nhu cầu thép trong nước, đặc biệt với thép xây dựng. Tuy nhiên, ngành bất động sản sau một năm 2022 trầm lắng, dự kiến sẽ chưa thể phục hồi trong năm 2023, nên khó hỗ trợ cho nhu cầu thép nội địa tăng trở lại. Một thông tin tích cực về hoạt động kinh doanh tại Việt Nam khi báo cáo có tới 60% doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam muốn mở rộng kinh doanh. Đây cũng là mức cao nhất trong khu vực ASEAN. Cụ thể, theo kết quả khảo sát của Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản JETRO tại Việt Nam, thì có 59,5% doanh nghiệp dự báo có lãi trong hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, tăng 5,2 điểm so với năm trước. Tỷ lệ doanh nghiệp bị lỗ là 20,8%, giảm 7,8 điểm so với năm 2021. Các doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá triển vọng lợi nhuận kinh doanh tại Việt Nam năm 2022 hồi phục mạnh sau dịch COVID-19, đặc biệt là ngành sản xuất tiêu dùng và ngành dịch vụ trực tiếp tăng đáng kể. Về triển vọng lợi nhuận kinh doanh năm 2023, có 53,6% doanh nghiệp trả lời cải thiện và 6,9% doanh nghiệp trả lời suy giảm. Cũng theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thì trong 11 tháng năm nay, Nhật Bản là quốc gia đứng thứ hai về số vốn đầu tư tại Việt Nam, chỉ sau Singapore với hơn 4,6 tỷ đô la Mỹ, chiếm 18,3% tổng vốn đầu tư. Chia sẻ tại Diễn đàn Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo Việt Nam 2022 vừa qua, thì đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, năm 2019 và 2020, các quỹ đầu tư tư nhân đã cam kết đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam với số vốn tăng dần qua các năm, từ 425 triệu đô la Mỹ lên 815 triệu đô la Mỹ. Và trong giai đoạn 2020-2022, số vốn đầu tư vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo đã đạt gần 2 tỷ đô la Mỹ. Điều này cho thấy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam đang ngày càng thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư quốc tế và trong khu vực. Đặc biệt tại diễn đàn năm 2022, số vốn được 39 quỹ đầu tư cam kết thực hiện trong 3 năm từ 2023 đến 2025 là 1,5 tỷ đô la Mỹ và tổng giá trị đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam trong giai đoạn này dự kiến sẽ đạt 5 tỷ đô la Mỹ. Hiện Việt Nam được đánh giá là viên ngọc quý mới nhất của Đông Nam Á và sự trỗi dậy của đất nước nhỏ bé này là kết quả từ sức hấp dẫn của thị trường với các nhà đầu tư cũng như sự hỗ trợ từ phía chính phủ với hệ sinh thái khởi nghiệp. Thưa quý vị, mặc dù nền kinh tế chịu nhiều tác động nặng nề từ dịch COVID-19 đến bất ổn chính trị, nhưng năm 2022, lĩnh vực thương mại điện tử vẫn có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Cụ thể, theo Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam Vcom, thì từ năm 2016, thương mại điện tử Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới với nét nổi bật là tốc độ phát triển nhanh và ổn định. Vì vậy, tới năm 2022, ước tính chung trong lĩnh vực thương mại điện tử, nước ta vẫn tăng trưởng khoảng 15% và đạt quy mô khoảng 13,2 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, hiện nay nhiều doanh nghiệp có hàng hóa sản phẩm chất lượng nhưng vẫn chưa biết ứng dụng công nghệ thông tin cũng như thương mại điện tử làm hạn chế sự tiếp cận sản phẩm đến khách hàng. Trước bối cảnh đó, Bộ Công Thương đã tổ chức hội chợ kết nối giao thương và xúc tiến thương mại ứng dụng thương mại điện tử với mục tiêu xây dựng một nền tảng trực tuyến quảng bá thông tin sản phẩm dịch vụ của các doanh nghiệp trong cả nước. Sự kiện này cũng tạo cơ hội giao lưu hợp tác song phương hoặc đa phương giữa doanh nghiệp cung cấp các giải pháp xúc tiến thương mại điện tử và các doanh nghiệp sản xuất. Thông tin về thị trường xăng dầu, thực vị, trong bối cảnh giá xăng dầu bình quân trên thị trường Singapore đã giảm nhẹ. Xăng RON 92 quanh mức 84 đô la Mỹ một thùng, RON 95 là 89 đô la Mỹ và dầu quanh mức 110 đến 120 đô la Mỹ một thùng. Dự báo giá xăng trong nước vào kỳ điều hành ngày mai 21 tháng 12 sẽ tiếp tục giảm, có thể giảm 300 đến 500 đồng nếu nhà điều hành không sử dụng quỹ.
Tại kỳ điều hành gần nhất vào ngày 12 tháng 12 thì giá xăng dầu đều giảm trên 1.000 đồng, đưa giá xăng về mức thấp nhất từ đầu năm và tương đương thời điểm tháng 10 năm 2021 với 20.300 đến 21.200 đồng một lít. Kể từ đầu năm đến nay thì giá xăng trong nước đã trải qua 33 lần điều chỉnh, trong đó có 17 lần tăng, 15 lần giảm và 1 lần giữ nguyên. Thưa quý vị, với việc các ngân hàng liên tiếp đẩy mạnh lãi suất huy động đã thu hút người dân quay trở lại gửi tiền. Theo đó, thì theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, kể từ tháng 10, dòng tiền gửi của người dân chảy vào kênh ngân hàng đã tăng trở lại. Cụ thể, tính đến cuối tháng 10, tổng số dư tiền gửi của nhóm khách hàng dân cư đã đạt trên 5,66 triệu tỷ đồng, tăng 6,78% so với hồi đầu năm. Đáng chú ý, so với cuối tháng 9 thì số dư tiền gửi của nhóm khách hàng này đã tăng gần 21.600 tỷ đồng, cao nhất trong 4 tháng đã qua. Trước đó, tính theo từng tháng, dòng tiền của nhóm khách hàng này đã giảm liên tục từ mức gần 50.500 tỷ trong tháng 6 xuống còn hơn 1.400 tỷ đồng trong tháng 9. Trong khi đó, số dư tiền gửi của nhóm khách hàng doanh nghiệp đã tăng 2,15% trong tháng 10, tương đương 5,76 triệu tỷ đồng so với năm 2021. Theo các chuyên gia, thì việc lãi suất tăng kéo khách hàng quay lại gửi tiết kiệm và từ giờ đến cuối năm, dòng tiền đổ về ngân hàng được dự báo sẽ gia tăng. Thực vị bước vào những ngày cuối năm, trong khi các loại rau xanh đang tăng giá mạnh thì nhiều loại hải sản cao cấp trên thị trường lại đang giảm mạnh, ghi nhận tại nhiều chợ truyền thống của thành phố Hà Nội. Các loại rau củ giá đều tăng gấp 2-3 lần so với tháng 11. Nguyên do một phần là bởi thời tiết rét đậm khiến cho rau ăn lá, rau ăn củ chậm phát triển, hàng khan hiếm. Chưa kể trước đó giá rau quá rẻ, trong khi giá phân bón đắt đỏ khiến người trồng thu hẹp diện tích. Trái ngược lại với xu hướng giá cả tiêu dùng cuối năm, thì nhiều mặt hàng hải sản cao cấp nhập khẩu lại đang quay đầu giảm về mức khá thấp. Phần lớn mặt hàng hải sản cao cấp nhập khẩu đều đang giảm giá từ 5-10%. Ví dụ như cua hoàng đế giảm gần 1 triệu đồng một ký so với mức đỉnh hồi tháng 8. Hiện trọng lượng của loại cua này từ 2-6 ký có giá từ 1,3-1,5 triệu đồng một ký. Hay tôm hùm Alaska trọng lượng 1-6 ký một con giảm từ 1,3 triệu đồng một ký xuống còn 1 triệu đồng một ký. Theo các chủ cửa hàng thì giá hải sản nhập khẩu giảm bởi nguồn cung hiện dồi dào nhưng sức tiêu thụ thấp. Các cửa hàng phải giảm giá để kích cầu tiêu dùng. Xin được chuyển sang thông tin về lĩnh vực du lịch. Thưa quý vị, từ cuối năm 2019 thì thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long đã ký kết thỏa thuận liên kết hợp tác phát triển du lịch. Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện, chương trình liên kết đã từng bước tạo nên hiệu ứng lan tỏa và mang nhiều kết quả tích cực. Ước tính đến hết năm 2022 thì tổng số khách đến khu vực đồng bằng sông Cửu Long hơn 44 triệu lượt, tăng 201%. Doanh thu du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long ước đạt 33.977 tỷ đồng, tăng gần 217% so với năm 2021. Ngành du lịch góp phần tạo việc làm và sinh kế bền vững cho hàng chục ngàn người dân địa phương, đồng thời thúc đẩy phát triển nhiều ngành, nhiều lĩnh vực khác như nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Đặc biệt sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, ngành du lịch của thành phố Hồ Chí Minh và cả 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long đều phục hồi tích cực. Tính tới nay thì thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long công bố 3 trục tuyến du lịch liên kết và từ đó thì các doanh nghiệp du lịch lữ hành của thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng hơn 70 chương trình du lịch từ thành phố Hồ Chí Minh đến các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc tạp chí Daily Life ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thu Hiền xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.